Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của vòng chung kết World Cup 2022 ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12 và rạng sáng ngày mùng 2 tháng 12 thì sẽ ra các trận đấu của bảng E và bảng F. Ở khung 22 giờ sẽ đồng loạt diễn ra hai trận đấu của bảng F, đó là các cuộc so tài của Croatia với Bỉ, Canada với Maroc, Nhật Bản với Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 2 giờ và Đức đối đầu với Croatia vào lúc 2 giờ tại bảng E. Các trận đấu này thì được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 và VTV3. Bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại của hai bảng E và F như sau. Tại bảng E, Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm, Nhật Bản đứng thứ hai với 3 điểm, Costa Rica xếp thứ ba với 3 điểm, đứng thứ tư là Đức 1 điểm. Ở bảng F thì Croatia dẫn đầu với 4 điểm, Maroc đứng thứ hai với 4 điểm, Bỉ xếp thứ ba với 3 điểm và đứng cuối là Canada 0 điểm. Ở bảng F này thì Canada đã chính thức bị loại rồi. Trong khi đó ở bảng E thì cả 4 đội đều có cơ hội giành vé đi tiếp. Trận đấu đầu tiên đó là cuộc so tài của Croatia với đội tuyển Bỉ. Mọi người biết rằng Croatia đã chơi không tốt trong trận ra quân khi mà bị Maroc cầm hòa. Tuy nhiên ở trận đấu sau đó thì đại diện của châu Âu đã giành chiến thắng với cái tỷ số rất là đậm trước Canada để mà dẫn đầu cái bảng đấu của mình. Trong khi đó thì đội tuyển Bỉ sau chiến thắng rất là nhọc nhằn và có phần may mắn trước Canada thì đã nhận cái thất bại trước Maroc ở lượt trận thứ hai với cái tỷ số 0-2. Cái thất bại trước Maroc đã khiến cho Bỉ không còn quyền tự quyết trong việc giành tấm vé đi tiếp nữa, bởi vì họ buộc phải thắng Croatia thì mới có thể đi tiếp, còn trong trường hợp mà hòa thì cái cơ hội bị khả năng bị loại là rất cao. Và ở trận đấu với Croatia diễn ra vào đêm nay là một cái bài toán rất là khó đối với thầy trò huấn luyện Martinez, bởi vì Croatia đang có cái phong độ nó tốt hơn một tí so với Bỉ, và thực tế thì cái sự đoàn kết trong lối chơi và cách tổ chức lối chơi của Croatia ở World Cup đang được cải thiện dần lên. Một mặt nữa là mặc dù Bỉ có sự trở lại của Lukaku trên hàng công, cầu thủ mà ra sân tầm hơn 10 phút ở cái trận đấu trước làm nóng, thì ở trận đấu này nhiều khả năng thì Lukaku sẽ ra sân ngay từ đầu. Sự trở lại của Lukaku thì sẽ giúp cho hàng công của tuyển Bỉ có cái sức tấn công nó tốt hơn. Tuy nhiên thì cái vấn đề của Bỉ không chỉ đơn giản là hàng công đâu, mà hàng thủ cũng như hàng tiền vệ của Bỉ cũng chơi không được sự tốt đâu. Do đó thì gặp Croatia, một đội bóng đang chơi rất là quyết tâm và đang nắm cái lợi thế trong tay, thì mình nghĩ rằng Croatia trận đấu này hoàn toàn có thể chơi phòng ngự phản công để mà Bỉ dâng cao đội hình và sập bẫy cái thế trận của họ. Trong lịch sử thì Croatia và Bỉ đã gặp nhau 8 lần rồi và mỗi đội giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Mình nghĩ rằng ở trận đấu diễn ra vào đêm nay thì Croatia sẽ tạo ra một cái thế trận rất là chặt chẽ và khó khăn cho đội tuyển Bỉ. Và ở trận đấu này mình đang thiên về một tỷ số hòa cho hai đội và Croatia là đội giành vé đi tiếp. Trong khi đó ở trận đấu còn lại là cuộc so tài của Canada với Maroc. Đây là trận đấu của hai đội bóng được đánh giá là cũng ngang sức ngang tài. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Maroc được đánh giá cao hơn một chút nhờ cái màn trình diễn rất là ấn tượng trước Croatia cũng như là đội tuyển Bỉ. Trong khi đó thì Canada là một đội bóng chơi rất là cháy, nhưng mà cái vấn đề của Canada đó là họ thiếu đi cái kinh nghiệm và cái bản lĩnh ở những cái thời khắc quan trọng, đó là khả năng dứt điểm nữa, cho nên là Canada đã không có được cái kết quả tốt trước những cái đội bóng lớn như là Croatia và đội tuyển Bỉ. Mặc dù đã bị loại sớm nhưng mà trận đấu này mình nghĩ rằng là Canada họ sẽ không đá cho vui đâu, họ sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Maroc. Maroc ở giải đấu hôm nay họ đã chơi với một lối chơi rất là ấn tượng, mặc dù là đội bóng ở châu Phi nhưng mà cái lối đá của Maroc nó có cái sự đan xen giữa của châu Âu và Nam Mỹ. Họ sở hữu những cầu thủ rất kỹ thuật trong đội hình và có nhiều cầu thủ có tốc độ tốt nữa, cho nên họ kết hợp với nhau rất là hay. Đặc biệt là Hakim Ziyech và Hakimi ở cái cánh phải của Maroc là một cánh rất là mạnh, và nếu như không chỉ Canada đâu mà những cái đội bóng khác ở World Cup mà không kèm được, không khóa chặt được cái cánh phải của Maroc thì khả năng ôm hận rất là cao. Trong lịch sử thì Maroc và Canada đối đầu với nhau 2 lần và Maroc duy trì cái thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận đấu gần nhất thì Maroc giành thắng trước Canada với tỷ số 4-0 vào năm 2016. Ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng Maroc đang có cái lợi thế rất lớn để giành vé đi tiếp, và mặc dù chỉ cần giành một kết quả hòa là giành vé vào 1/8, nhưng mà mình nghĩ rằng Maroc sẽ làm được điều hơn thế.
Khả năng ở trận đấu này Maroc giành chiến thắng với tỷ số ít nhất cách biệt là ít nhất là một bàn trở lên. Trận đấu tiếp theo đó là cuộc so tài của tại bảng E giữa đội tuyển Đức với đội tuyển Costa Rica. Đức sau 2 trận đấu thì mới chỉ giành được một điểm thôi. Tuy nhiên thì cái cơ hội đi tiếp của Đức ở giải đấu hôm nay nó lại rất là sáng. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái lượt đấu cùng giờ thì Nhật Bản lại phải đối đầu với Tây Ban Nha, một đội bóng rất là mạnh. Như mọi người nhìn thấy trên màn hình thì Đức đang đứng cuối bảng với 1 điểm và Nhật Bản đứng thứ hai với 3 điểm mà cái hiệu số là cộng 0. Nếu như Nhật Bản mà thua trận đấu với Tây Ban Nha thì Đức chỉ cần giành chiến thắng trước trước Croatia là sẽ giành vé đi tiếp. Trong trường hợp mà Nhật Bản và Tây Ban Nha hòa nhau thì Đức giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn trước Costa Rica thì Đức cũng sẽ vươn lên cái vị trí nhì bảng. Đây là cái trận đấu, nhìn chung đây là cái trận đấu mà Đức có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng, bởi vì trên thực tế Costa Rica đã thua Tây Ban Nha tới 0-7 và họ giành thắng 1-0 trước Nhật Bản trong một cái thế trận mà Nhật Bản thi đấu phung phí khá là nhiều cơ hội. Với cái thực lực của Costa Rica thì họ cũng sẽ gây ra khó khăn cho Đức. Tất nhiên sẽ không có chuyện Costa Rica thua đậm Đức như là Tây Ban Nha với tỷ số 0-7 đâu, vì ở trận đấu này thì Costa Rica họ đã vẫn còn cái cơ hội đi tiếp. Cái cơ hội đi tiếp của Costa Rica cũng tương đối là sáng sủa. Nếu như mà cầm hòa được Đức và Nhật Bản mà thua Tây Ban Nha thì Costa Rica mới là đội đi tiếp chứ không phải Đức. Cho nên là họ vẫn có những cái động lực để mà thi đấu. Ở trận đấu này thì Costa Rica chắc chắn sẽ thi đấu phòng ngự phản công giống như cách họ đã làm trước Nhật Bản. Và mặc dù Đức được đánh giá coi như một Costa Rica, mình nghĩ rằng họ sẽ không ngại Đức ở trận đấu này đâu. Tuy nhiên cái sự chênh lệch về mặt trình độ và chất lượng đội hình thì mình nghĩ rằng ở trận đấu này sẽ rất là khó để cho Costa Rica giành điểm. Trong lịch sử thì Đức với Costa Rica gặp nhau một lần trong quá khứ và Đức giành chiến thắng với cái tỷ số 4-2, đó là vào năm 2006. Quan điểm cá nhân của mình ở trận đấu này, Đức có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trở lên. Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay đó là cuộc so tài của Nhật Bản với Tây Ban Nha. Đây là trận đấu mà đại diện của châu Á được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn. Australia, một đội bóng không được đánh giá cao của khu vực châu Á ở giải đấu hôm nay thì đã giành vé đi tiếp rồi. Đây có lẽ là cái niềm cảm hứng để cho Nhật Bản giành kết quả tốt trước Tây Ban Nha, vì Australia cũng đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 1-0. Trên thực tế thì để mà Nhật Bản đánh bại được Tây Ban Nha là một cái nhiệm vụ không hề dễ một chút nào, nếu không muốn nói là quá khó khăn, bởi vì trình độ của hai đội nó quá là chênh lệch. Khi mà Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và cái lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha nó quá là nhuần nhuyễn. Nhật Bản cũng theo đuổi cái lối đá kiểm soát bóng như vậy, nhưng mà Tây Ban Nha cũng vậy, nhưng mà cái trình độ của Tây Ban Nha ở một cái đẳng cấp khác hơn hẳn, và họ có nhiều cầu thủ có tính đột biến cao hơn, khả năng cầm bóng và dây ra bóng tốt hơn. Tất nhiên bóng đá là môn thể thao tập thể và nó yêu cầu sự đoàn kết, nhưng mà những cái nhân tố của Tây Ban Nha tốt hơn và cái hệ thống của họ cũng tốt hơn, cho nên là sẽ rất khó cho người Nhật. Ở trận đấu này thì Nhật Bản cần ít nhất một điểm để mà nuôi cái hy vọng đi tiếp của mình. Nếu như giành thắng thì đương nhiên Nhật Bản đi tiếp rồi, nhưng mà họ cần ít nhất một điểm trước Tây Ban Nha. Nhưng một điểm trước Tây Ban Nha cũng là nhiệm vụ rất là khó khăn, bởi vì Tây Ban Nha là một đội bóng rất là mạnh, họ là ứng cử viên cho chức vô địch. Nếu như mà Nhật Bản không phòng ngự tốt và không biết chất chiêu cơ hội của mình thì Nhật Bản hoàn toàn có thể thua đậm ở trận đấu này. Nhưng với cái tinh thần chiến đấu của người Nhật và cái sự vượt khó của người Nhật thì mình nghĩ rằng Nhật Bản sẽ gây ra khó khăn cho Tây Ban Nha tới những cái giây phút cuối cùng. Nhưng mà về chất lượng đội hình và về cái đẳng cấp giai đội thì mình nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này để mà kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu mà thôi. Mình dự đoán ở cái bảng E này thì Tây Ban Nha và Đức sẽ là hai đội giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 để mà tạo ra cái sự hấp dẫn cho cái vòng chung kết năm nay. Nhật Bản dù đã đánh bại Đức ở trận ra quân nhưng mà có lẽ hành trình của đội bóng này ở World Cup sẽ khép lại ở vòng bảng thôi, bởi vì Tây Ban Nha mạnh hơn rất nhiều so với họ. Trong đá thì không thể nói trước điều gì, nhưng mà với cái thực lực hiện tại và cái phong độ hiện tại của hai đội thì rất là khó để mà Nhật Bản làm nên điều kỳ diệu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay? Hãy lấy ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.